Gần đất rồi, rồi rồi đúng rồi, lên chút lên chút. Rồi đẩy lên luôn. Đó. Rồi. Ồ, cho mít chín quá chừng luôn. Quá chừng mít luôn. Vâng, đây là một trái mít các bạn ạ. Chín rất là ngon. Thơm phức luôn. Rồi, có cái nào trái nào chín là làm luôn đi, trái nào mềm. Trái nào, trái nào? Giật luôn. Rồi trái này chín không? Trái đen đen này. Từ chút, từ chút. Rồi đây, bé Hạnh bên đây là chèo mít tiếp rồi các bạn. Đây. Ngày nào cũng có trái chín, ngày nào cũng có trái chín. À, bé Hạnh này chèo cây như một con sóc rồi đó. Các bạn thấy con gái của mình chưa, bé Hạnh ấy, chúa cho mạnh mẽ lắm, khôn ngoan lắm đấy, chèo cây thấy như một con sóc vậy, cái mít như vậy ấy, nhưng mà chèo rất là giỏi.